Wow, đẹp chưa? Đẹp dã man luôn. Đẹp nhở? Rào rực luôn kìa. Đúng luôn cái tượng này của ông này luôn ở đây. Đẹp thế. Đẹp quá nhỉ. Cái hiện tượng này hiện tượng gì nhỉ? Rắn kiểu. Hả? Rắn kiểu. Cái kiểu gì mà sao lại nó màu đỏ này nhỉ? Đầu tiên nhìn thấy đỏ này. Việt Nam đó. Cái đâu đỏ như này. Đỏ. Nhưng mà đang lan đỏ ra sang cả cái sau quả núi kìa. Không, trồng khác lắm. Đẹp không? Chị ra chụp mẹ kìa. Bố tắt điện thoại đi. Đi chụp cho mẹ. Bố đi theo nhé. Con tùy, không quay mẹ được. Ito Shizuoka. Có ăn chưa ra ngoài con? Ngon không? Ngon hả? Ngon quá nhỉ. Mẹ cho con ăn nhiều sô cô la thế. Nhiều sô cô la quá. Rồi. Hết đỏ rồi. Nó chỉ có khoảnh khắc thôi. Hết đỏ rồi kìa mẹ kìa. Nhìn xem. Hết đỏ. Lúc trước mình ở kia cũng không đỏ mà. Bố ngoại người gây lại gái thành đỏ luôn. Thế bây giờ là hết luôn rồi. Còn một tí tẹo rồi tẹo teo. Đây là tác phẩm nghệ thuật. Còn kia là công viên. Chuyên tác phẩm của ông này quên mất tên rồi. Rất là nổi tiếng. Tác phẩm của ông này được để ở rất nhiều công viên trên thế giới. Rất là phổ biến. Người sinh ra ở ông này quê gốc là Shizuoka. Đi học ở Italia rồi thì là ở châu Âu các thứ rồi thì năm 1900 bao nhiêu đấy, ba mấy. Thời điểm khi Bác Hồ đi tìm được cứu nước khoảng tầm 2-30 năm sau. Cũng thời điểm đó. Ok, goodbye Ito Shizuoka. Bye bye.